chào mừng quý anh chị và tất cả các bạn đã đến với video của Ngoan Ngày hôm nay. Saffron ngâm với mật ong, đông trùng hạ thảo, táo đỏ kỳ tử có tác dụng gì và cách dùng như thế nào? Thì hôm nay Ngoan sẽ hướng dẫn quý anh chị và tất cả các bạn. Saffron khi được kết hợp với đông trùng hạ thảo, đây là hai loại thảo dược thiên nhiên và kết hợp với nhau rất là tốt cũng như là mang lại hiệu quả rất là cao. Thì saffron ngâm với mật ong, đông trùng hạ thảo có thêm táo đỏ kỳ tử có rất là nhiều công dụng. Tuy nhiên đây là một trong những cái công dụng rất là nổi bật Ngoan sẽ nêu lên. Thứ nhất đó là sẽ giúp cho chúng ta là có được một giấc ngủ ngon và ăn ngon miệng, bởi vì trong saffron có chứa các thành phần như là saffronan, pyrrolucin hay là rosin, saponin, rất là nhiều vitamin cũng như là các khoáng chất khác, và đặc biệt là saffronan, đây là một trong những cái chất mà sẽ giúp cho chúng ta là có được một giấc ngủ ngon sâu giấc, và khi chúng ta thức dậy thì tinh thần của chúng ta rất là thoải mái và có một nguồn năng lượng rất là dồi dào. Và vì vậy thì kể cả những các chị em hay là các anh lâu năm thì chúng ta mất ngủ lâu năm thì chúng ta vẫn uống rất là hiệu quả. Và thứ hai nữa là sẽ giúp cho chúng ta là giảm stress hay là giảm đau, đặc biệt là đối với phụ nữ thì giảm đau bụng kinh rất là hiệu quả. Và thứ ba nữa là sẽ giúp cho chúng ta là hỗ trợ về vấn đề đó là đau dạ dày và trào ngược dạ dày, bởi vì trong saffron với lại đông trùng hạ thảo khi kết hợp với mật ong thì sẽ tạo ra được cái kháng khuẩn, kháng viêm cũng như là làm lành các vết loét, sẽ giúp cho chúng ta là giảm đau cái về vấn đề dạ dày và cũng như là giảm cái tình trạng là ở nóng, ở chua, và khắc phục được cái tình trạng đó là trào ngược dạ dày. Thứ tư nữa là sẽ giúp cho chúng ta là đặc biệt là đối với các chị phụ nữ thì sẽ giúp cho phụ nữ là đẹp da, chống lão hóa da. Và các chị em nào mà có bị mụn thì cũng sẽ giúp cho chúng ta là đào thải độc tố từ bên trong, thanh lọc cơ thể thì cũng sẽ giúp cho chúng ta là giảm mụn. Tuy nhiên về vấn đề giảm mụn á, thì phải uống lâu dài khoảng 4 đến 6 tháng thì mới có hiệu quả, và cũng như là khi mà chúng ta dùng để giúp cho sáng da, bởi vì đây là một loại thảo dược thiên nhiên được chăm sóc từ bên trong. Vì vậy các chị em của chúng ta nên dùng lâu dài và kiên trì. Và tiếp theo nữa đó là về cái vấn sẽ giúp cho các anh nam là tăng cường sinh lý nam. Rất là nhiều các anh nam sau khi mà bị nhiễm Covid thì ảnh hưởng về vấn đề đó là sinh lý rất là nhiều, hoặc là các anh nam từ trên 40 tuổi thì vấn đề mà giảm ham muốn hay là giảm cái nồng độ testosterone cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến vấn đề mà về giảm ham muốn. Khi mà các chị em của chúng ta về cái độ tuổi mà tiền mãn kinh hay là càng ngày chúng ta càng lớn tuổi thì cái nồng độ estrogen của nữ cũng bị giảm và nó làm giảm cái nội tiết tố nữ. Và đây là một trong những cái sản phẩm không những tốt về cho nam về vấn đề sinh lý mà kể cả các chị em phụ nữ cũng giúp cho chúng ta là điều hòa cái nội tiết tố nữ từ bên trong. Còn đối với những người mà cần bồi bổ cơ thể, ví dụ như chúng ta sau phẫu thuật thì chúng ta muốn hồi phục nhanh về sức khỏe thì các anh chị cũng nên sử dụng cái sản phẩm này để mà giúp cho chúng ta nhanh có sức khỏe được tốt hơn. Ngoài ra thì saffron ngâm với mật ong, đông trùng hạ thảo, táo đỏ kỷ tử còn giúp cho chúng ta ổn định được huyết áp cũng như là ổn định cái lượng đường trong máu, và rất là tốt cho những người mà bị tiểu đường, bởi vì đông trùng hạ thảo rất là tốt trong việc mà chúng ta ổn định cái lượng đường trong máu. Và đối với những người mà đau nhức xương khớp hay nhức mỏi cũng sẽ làm giảm vấn đề về đau nhức. Bởi vì có rất là nhiều khách hàng của Ngoan vừa bị đau nhức nè, rồi vừa mất ngủ, bởi vì khi mà những người lớn tuổi thì cũng hay gặp tình trạng rất là nhiều cái bệnh với nhau, ví dụ như là bệnh tiểu đường hay là đau nhức nè, xương khớp nè, hoặc là bị mất ngủ, hoặc là bị đau dạ dày, thì thường sẽ dùng kết hợp các sản phẩm kết hợp như thế này, vừa ngâm với saffron, ngâm với mật ong, đông trùng hạ thảo, táo đỏ kỳ tử như thế này thì uống rất là tốt trong việc
việc mà chúng ta cải thiện về vấn đề của mình, cũng như là kết hợp việc mà chúng ta chăm sóc khỏe lâu dài. Chúng ta có hai cách dùng như sau. Cách thứ nhất là chúng ta uống 2 lần mỗi ngày, vào buổi sáng sớm và buổi tối trước khi ngủ là khoảng 2 tiếng. Thì tốt nhất thì chúng ta nên uống là trước 8 giờ tối, chúng ta không nên uống quá phia. Chúng ta sử dụng đó là vào buổi sáng thì chúng ta pha cái một muỗng như thế này, một muỗng cà phê như thế này, và chúng ta pha khoảng một ly nước như thế, khoảng 300ml nước ấm thôi nha. Và đối với người huyết áp cao thì, và huyết áp bình thường thì chúng ta uống trước khi ăn vào buổi sáng sớm, còn đối với người bị huyết áp thấp thì chúng ta nên uống sau khi ăn, và buổi tối thì chúng ta cũng uống như vậy và một lần nữa. Hoặc là chúng ta có thể pha một bình nước khoảng từ 1 đến 2 lít nước, thì chúng ta có thể uống thay nước lọc, và mỗi lần uống thì chúng ta pha 2 muỗng luôn, chúng ta pha 2 muỗng luôn, và cứ việc mà chúng ta khát nước thì chúng ta uống khát nước thì chúng ta uống. Điều lưu ý nữa là quý anh chị và các bạn nên sử dụng cái sản phẩm này đúng đủ điều, chúng ta phải uống hàng ngày luôn, không nên uống là bữa uống bữa không thì nó sẽ không mang lại hiệu quả cao, bởi vì đây chỉ là một loại thảo dược thiên nhiên, không phải là thuốc cũng không. Quý anh chị và tất cả các bạn có muốn sử dụng cái nấm đông trùng hạ thảo ngâm với mật ong, với saffron, với táo đỏ kỷ tử thì hãy liên hệ với Ngoan qua số điện thoại là 0984 167 717 để Ngoan có thể là hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và tất cả các bạn ở những video sau.